Biếng, biếng điều dữ lắm. À, đứa con của mẹ hả? Dạ. À. À, đúng rồi chứ, vậy là hẳn lắm con. À, mình về núi hẳn rồi đó. Dạ. Mà đưa con biếng nhưng mà đừng ai nói cái tự hẳn vậy. À. Không ai gọi hẳn, không ai gọi hẳn. Là hẳn tự nhiên. Khỏi tiện cái mạng đó nó làm dữ. Xuân Dũng xin được kính chào toàn thể cô chú anh chị, quý vị khán giả thân mến. Dạ vâng, ngày hôm nay Xuân Dũng đang có mặt tại thành phố Huế thơ mộng và rất xinh đẹp. Đồng hành cùng với Xuân Dũng hôm nay có một anh rất là ga lăng đẹp trai, chưa vợ nha quý vị. Dạ, anh là cái người đưa Xuân Dũng đi đến thăm những hoàn cảnh ở tại đây quý vị. Và nếu như hôm qua cái hoàn cảnh mà Xuân Dũng đi đến thăm là ở trung tâm của thành phố Huế, thì hoàn cảnh ngày hôm nay Xuân Dũng xin mời mọi người đến với một hoàn cảnh ở vùng ven của thành phố Huế, vùng ngoài ô đấy. Dạ. Vâng, hoàn cảnh đó như thế nào ra làm sao? Bây giờ xin mời mọi người cùng theo màn hình của Xuân Dũng để đến thăm một hoàn cảnh rất đáng thương này ạ. Lâu lắm chưa về thăm lại miền Trung, miền yêu dấu xưa. Tìm lại nụ hôn năm nào đánh mất trong một chiều mưa. Không biết bây giờ ai có con, nhớ đến tên nhau, nhớ câu thề xưa hẹn hò trong mưa. Ai đã quên rồi câu chuyện thân tình ngày thơ rất xa. Bỏ lại hàng dương xanh xa du bắn bên bờ phù sa. Mây thấm mưa về dâng nỗi sâu nơi chốn xa xôi cuối chân trời đó dấu yêu thuở nào. Dạ chào cháu mẹ. Dạ. Dạ. À, mẹ ơi, cháu là làm bên YouTube, làm bên từ thiện á. Dạ. Dạ thì cũng được thông tin là ở ngay đây thì có hoàn cảnh nhà mình cũng khó khăn. Dạ. Rồi người ta cũng chia sẻ trên mạng xã hội. Dạ. Và cũng cho con biết được là ở đây thì bác thì đang bệnh và trong nhà cũng đang gặp khó khăn. Dạ. Như cho nên là con xin phép bác á. Dạ. Là hôm nay cho con tới thăm. Dạ. Dạ thì vì mà khi con tới thăm như vậy thì con có trao quà của mình thường quân. Nhà của nhà hảo tâm cho gia đình mình nữa, cho nên là con xin phép được là cho con quay lại để con đưa lên để cho con nói hết là con đưa lên như vậy để cho mình thường quân biết là khi mà tiền của con gửi cho con đưa tới thì con đã trao tận tay cho gia đình mình đó. Dạ thì bà đồng ý cho con được phép ghi hình và con đưa lên nhé. Dạ dạ. Bà có thể chia sẻ cho con là cái bệnh của bác là mình là như thế nào ạ? Tai biến. Dạ. Dạ tai biến mà lâu rồi. Dạ. Dạ. À, đi là có 8 năm rồi. Dạ. Nhưng mà hai tháng đi là quá nặng, lây hết rồi, lỡ hết. Lỡ hả? Dạ. À, bác ơi, bác nhà mình tên là Dạ Nguyễn Minh Hải. Dạ Nguyễn Minh Hải, bác năm nay 82 tuổi rồi phải không? Dạ. 82 83 rồi. Ông đây 88 rồi. 88 rồi. Dạ. Dạ. Dạ thôi. Dạ. Mà cũng đau đi là có 7-8 năm rồi. Nhưng mà 2 tháng đi là lỡ hết. Dạ. À, cái địa chỉ của mình ở đây là như thế nào bà? Cái địa chỉ ở đây. Địa chỉ đấy mẹ có nghe. Dạ. 102. 112. Dạ. Xuyệt mấy? 112 Kiệt 1. Kiệt 112 đường Minh Mạng. Dạ dạ dạ. Phường Thủy Xuân hả? Dạ. Dạ phường Thủy Xuân thành phố Huế. À vâng, ở đây thì là Kiệt 112 đường Minh Mạng, phường Thủy Xuân, thành phố Huế quý vị. Dạ. Và còn bây giờ thì Xuân Dũng xin mời mọi người cùng đi vào trong kia để hỏi thăm là bác mà đang bị bệnh quý vị ha. Nhưng mà cho anh hỏi nè, bác bây giờ có nói chuyện trò chuyện gì được không? Dạ cũng nói, đều nói cái được cái mắc cỡ thôi. Dạ. Dạ. Thế thì con cũng chỉ muốn nó vào để con. Dạ. Con xem một chút xíu thôi. Dạ dạ dạ. Con nghe nói là trong nhà mình còn có mấy người con cũng bị bệnh nữa phải không? Dạ. Dạ là ai bị sao nữa ạ? À?
Oh, cả nhà. Nhà. Không ăn gì được nhé, chỉ có uống sữa thôi. À, bà chỉ có uống sữa thôi hả? Không ăn gì được. Nhà nhìn thấy thương quá chắc cả nhà. À, hiện tại bây giờ là đang uống sữa Ensure ha. Là à, sữa này cũng được mình thường quân cho. Được không? Con cả hành động góp lại cho. À, con cả động góp lại cho thôi hả? Dạ, lâu lâu mới cho một bữa là đã. Dạ. Chân con chín. Dạ. Trước giờ thì đã có nhà hảo tâm nào, mình thường quân nào đến hỗ trợ giúp đỡ dạ, cho chưa, bác chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ, chỉ có là Phật tử. Phật tử là đến nào cho cái máy đó. À, dạ. Cái máy đọc kinh đó ha? Dạ. Dạ. Con cho cái máy đó nào cho 1 triệu. Dạ. Yeah. À. Dạ, yeah. Họ người ta cho lâu chưa? Dạ, cũng là nửa tháng rồi. Nửa tháng ha. Dạ. Dạ. Dạ, chiều chúng mình đã lấy hết nhà 6 rồi. Bé hả? Bác có thể nghiêng lên cho con xem một đoạn. Lật cũng được. Giờ về gì thì bác có thể qua kia lật cho cháu được. Cả nhà, rồi bác đi đài tiền luôn rồi kìa. Dạ, thôi để cho chút giòn, chút giòn. Ồ, lỡ hết cả lưng. Ồ, thôi. Dạ. Dạ rồi, bác, được rồi bác ạ. Điên mà đi không dữ lắm. À, đứa con của bé hả? À. À. À, đúng rồi chứ, vậy là hẳn lắm con. À, mình phải nuôi hẳn cho nó. Mà đứa con điên nhưng mà đừng ai nói cái tự hẳn hết. À. Không ai gọi hẳn, không ai gọi hẳn. Là hẳn tự nhiên. Khỏi tiếng tế mặt nó làm dữ. Thế hả? Anh đi sợ. Khổ ha? Hẳn ở trong căn đứa. Dạ. Hẳn cũng mừng cái hết. Dạ, bao nhiêu tuổi rồi mẹ? Dạ, 57 tuổi rồi. Ồ, 57 rồi à? Dạ. Tăng tư duy nè. Dạ. Khổ lắm. Anh nói là bị bệnh... Điên. Điên. Rồi con... Thằng đang điều trị ra dưới xã chó uống thuốc nữa. Dạ. Rồi, anh có uống không? Dạ, uống. Dạ. Hắn uống là hắn uống được. Dạ. À, tất cả à, nhà mình là bao nhiêu người con ạ? À, nếu mà ở trong nhà thì không, tức là bác hai bà cõi với nhau được bao nhiêu người con? Dạ, bảy mà. Bảy ha. Dạ. Bảy mà hết mà hai đứa, ba đứa mình đâu. Dạ, hả? Bà có thể ra đi cũng nói chuyện nè. Con thấy bác đứng đó bác không dám nói to. Dạ. Dạ. Ngồi đây đi, bác, dạ. bác ngồi xuống đây đi, bác cứ chia sẻ cho cháu, cho nó để mọi người hiểu hơn đấy. Dạ, bác ngồi xuống đi, con đứng quen này. Dạ, thì bác có tất cả là 7 người con. Dạ. Mà, dạ, bác có thể nói to lên cho cháu, kể cho dạ, cháu. Dạ, 7 được con. Dạ. Mà hết dạ. Mấy người bị bệnh? Dạ là hết 3 rồi. 3 người bị bệnh hả? Dạ. Dạ, người đầu tiên... Thằng nữa là bị điếng. Dạ. Còn một thằng nữa thì bé nữa là bị tím bẩm sinh. Dạ. Bây giờ chưa rắn hẳn phu hết trước. Dạ. Mấy bữa nay hằng loại chim sam đạp nó hẳn nó nhớ chứ hết. Dạ. Mà hẳn có 2 đứa con. Dạ. Mà khi đó thì hẳn cũng đỡ. Bây giờ chưa là rắn là mấy tháng mới là hẳn cũng gì được hết. Dạ. Mà kia hẳn cứ ngồi rồi đấy. Hẳn ngồi hẳn cứ gục cái đầu đi. Dạ hả? Anh nó lớn tuổi chưa? Thằng nữa cũng là 47 tuổi rồi. Dạ. Thằng nữa tháng 6 mà chủ vừa ra đó. Dạ. Còn một anh nữa. Anh nữa thì bị bình gút đó. À, anh nó dạ, bị khớp. Bị khớp đó. Mà bình dạ. Gút nữa. Dạ. Khổ dễ sợ luôn.
À, thế thu nhập hàng tháng của bác là để mà sinh sống á, thì bác nhờ nguồn vào nguồn sinh nhật thu nhập nào? Thì có thằng con, thằng Út á, hắn làm quảng cáo, làm quảng cáo nhưng mà hắn không có là chỗ làm đâu. Anh chỉ có làm thế ai kêu thì làm, mà không ai kêu thì thôi. Mà đôi khi cả tháng có một đồng, mà đôi khi tháng làm được vài ba chục. Vậy là công việc của anh cũng bấp bênh ha? Dạ, bấp bênh. Và cái nguồn thu nhập chính là nhờ vào anh đó. Và từ đó thì anh giống như là trụ cột gia đình để... Và con đứng gãi tiền ở bên rồi đó. Anh có tiền phụ trợ thêm. Hồ cháo cửa đó thôi. Để mà người đi cho, người khác cho, được ai ban từ thiện họ có cho được tâm mô thì... con có làm tiền ở dưới phương á. Thì một tháng là nó được thằng điên nữa là được mấy tấm đó. 540 Dạ. Vậy là ông. Ông cũng chắc cũng được cũng 540. Dạ. Ba phải được 200 270 nữa. Tôi chưa có. Không, ba nuôi chứ, ba là người nuôi ông. Không, thì cũng được. Họ chưa cho chứ. Họ chưa cho luôn hả? Dạ. Yeah. Để là quay gì được chân nữa đó. Là chỉ có mua sữa cho uống. Để là thôi. Cuộc sống của mình về thì quá vất vả nha. Bác có ruộng đất gì không ạ? Trào ruộng thiệt. Chỗ đất đây mà. Khi tế là ở dưới đường Đàng Huy Trữ á. Mà dưới nữa là quá dư chật quá. Chật mà uống đau nữa. Bà dưới nữa thì nó bạn được mấy tấm rồi thì lên đây nó mua đây để chung rừng. Đi mua lại nó mua cái nhà đi cùng cô trăm mấy chứ mấy. Trăm mấy bạn được nào mấy tấm rồi, 300-400 với đó mới lên đây mua. Mình nó mua cái chẹt nữa ra rượu với cháu mỗi đứa mỗi miệng rồi thôi. Cho có tiền bốn con đồ mà nhà mà họ chó đó là họ chó đó chua chó nọ. Chứ không có, còn đấy là nhà nghĩ là cái tế mình mua là cũng 130 thôi. Mình mua là có nhà luôn hả? Có nhà luôn. Bà lên là mang từ thiện á, hồ chó. Hồ chó là không thôi, thằng lên mà dừng cái cột bà kha nữa là gãy liền ấy. Còn cái anh mà bị bệnh điên đó thì anh bị lâu chưa? Lâu rồi, năm 27 tuổi chứ lận. Vậy là cũng 27 tuổi là cũng 15 năm rồi. 25 năm rồi. 25 30 năm chứ. 25 30 năm rồi. Mà rửa ra. Mà điều ký tế là cứ đi viện lại. Mà như chứ thì hẳn không. Ở nhà thôi, ở nhà để mà làm tiền ở lên thì mua thuốc rồi cho mình uống. Con được biết cái thuốc của anh đó là một tháng cả 500.000 á. Tiếng tiền thuộc không 500? Tiếng thuộc hút á. Thuộc hút đó hả? Thuộc hút á. Hắn thèm lắm. Mà không cho hắn là cũng được. Không cho hắn là phung băng trên mặt. Mà con cứ đây để cho một quậy thuộc mẹ nữa thôi. Con mà thuộc mà lạnh hả là thuộc nữa là mình không có tiền. Chỉ có là xuống dưới nữa là lạnh thôi. Tới tháng là nã số về dễ lạnh. Bà có biết nguyên nhân vì sao anh bị bệnh vậy không? Không. Thế cái ban đầu biểu hiện ban đầu của anh là như thế nào? Thì đi trầm đi đâu nữa. Thì xưa là đi rừng. Hẳn khỏe mạnh được thôi. Mà thằng bà về cậy bà. Giống như bị trầm cảm vậy hả? Không biết nữa. Mình cũng biết nữa. Chưa ra được lắm. Từ dưới mà xa đồ lắm. Có khi nào anh bị thất tình không? Không, nhỏ mà 27 tuổi tình thiệt. Ủa chứ 27 tuổi con vẫn có bố chứ. Thẳng có bố vật chứ. Vậy chứ hoàn cảnh ăn khổ nữa. Nhưng mà chứ uống là 5 đứa này. 5 đứa mà chỉ có uống sữa ấn xuống á. Thì uống 5, ví dụ uống một bịch á. Uống có thể 5 được là nửa ngày. Mà nếu mà uống mà sữa bịch nữa thì chập là uống rồi. Mà uống sữa ăn xuống á, đã uống là uống có thể năm nhiều vì không có cái chất chi đó không biết nè. Mà uống năm. Mà ai cho ăn kể là đi mua sữa liền. Còn thức ăn thì
còn đẻ đang chay được cái chi đã ăn. Dạ. Con uống quảng chảo không đôi chứ món. Dạ hả? Uống chảo không đôi chứ hết á. Dạ. Không ăn chảo được mà chỉ uống sữa, mà sữa đó thì phải mắc tiền chứ đâu có đâu. Dạ, đâu. Một hộp đó là 38 nha. Dạ. Mà ai cho ông cái là đi mua sữa. Chứ dạ. Chứ uống ăn chi chừng ra. Dạ. Chứ vì mua hôm ra sao ông chảo. Mà không dịnh đâu, miệng có trống hiệp. Thì mình ta mới để tiền đó, mình mua cho uống lông sữa. Dạ. Rồi nếu mà ngày mốt không có tiền á, thì mình mua cái sữa hộp nữa. Dạ. À, cho ông uống. Cha chứ cũng biết làm rảnh à. Mà có tiền ra chứ mà cho ông kể là đi mua sữa nữa. Dạ. Dạ. Sữa thôi, da thì cũng khổ lắm. Dạ. Đoan là gần như bình không? Ông quá khổ. Bác năm nay được bao nhiêu rồi? Năm nay được mà. Được 80 hơn chưa? Dạ chưa. Dạ. Dạ hả? Năm 48 đó. Sinh năm 48. Dạ. Dạ. 48 thì năm nay 73 rồi. Dạ. Đó, 48, 75 rồi. Dạ. Dạ. Đó là đôi khi đau mà. Mà cũng phải để căng rửa với ấm rửa đấy. Dạ. Khổ lắm. Dạ. Thế thì hôm nay cháu đến cháu thăm. Thì cháu thấy cái hoàn cảnh của mình cũng rất là, cháu thấy rất là cảm động luôn. Khi mà những gì bác nói về cháu cũng cảm thấy rằng mình quá khổ. Dạ. Gia đình mình rất là khổ như vậy. Thì chắc là gia đình mình cũng có theo đạo Phật ha. Dạ. Đạo dạ, Phật dạ. Thì con chỉ mong sao mong sao đó thì mình cứ niệm Phật và cầu nguyện sao để cho gia đình mình nó dạ nó được tiêu trừ được mọi cái kiếp nạn. Dạ, chỉ rồi cầu nữa thôi. Dạ. Hết trừ việc làm chi. Dạ. Dạ. Thì chắc là những cái câu chuyện nó xảy ra với gia đình mình đến các người con mình nó chắc là cũng là một cái gì oan gia trái chủ gì trước dạ, đây đó. Dạ của kiếp mình trước hoặc là sau đó kiếp trước dạ. Là còn một cái chí đó cho nên chứ mình bị gánh chịu dạ đó. Dạ chứ mình cũng chứ mình cũng biết nội cái chí để chứ mình biết quản trách ái đấy dạ hả? Đúng rồi dạ thôi thì con cũng đến và hỏi thăm tìm dạ. Hiểu và cũng cảm ơn bác đã chia sẻ lên dạ. Để cho cộng đồng được biết. Và nếu như ai mà muốn hỗ trợ giúp đỡ gia đình mình thì liên hệ với ai ạ? Liên hệ với ai? Có số điện thoại không? Bác ba có. Dạ. Có bạn có số điện thoại nữa. Dạ. Điện thoại cũng được hết khi đi trùng khi dạ. Dạ. Ai có số điện thoại? Bé ơi. Cho họ để họ. Chị á, chị á. Dạ của ai cũng được nữa, ai mà cái người mà có thể là mình thường quân muốn liên hệ ấy. Dạ. Thì bác biết đấy, con thì đi làm công việc xã hội này nó từ Bắc chí Nam chứ không phải là ở mỗi Huế hay là ở miền Trung. Con làm hiện tại bây giờ con làm là từ Thanh Hóa cho đến Cà Mau. Dạ. Thì đó là những nơi mà con đã hiện tại đang đi và đã đi. Còn xa hơn như là từ Thanh Hóa trở ra ngoài Bắc á thì con chưa đi. À, thì với cái điều kiện lý do đó cho nên là con không ở thường xuyên ở đây. Dạ. Và con muốn là nếu mình thường quân và nhà hảo tâm có xem được video của con và muốn hỗ trợ cho gia đình mình thì có thể liên hệ trực tiếp với gia đình đó. Dạ. Dạ. Cho nên là bởi vì lý do đó con cần xin số điện thoại dạ. Để con công khai lên. Dạ. Có ai muốn đến hỗ trợ thì họ có thể liên hệ liên lạc để đến và giúp đỡ cho gia đình mình. Dạ. Tuy nhiên thì con cũng cho bác biết như thế này. À, hiện tại bây giờ có một số kẻ đang lợi dụng cái lòng tốt của người khác. Dạ. Ví dụ như họ sẽ liên hệ với số điện thoại, họ nói rằng là sẽ gửi cho gia đình mình một số tiền lớn là 20 triệu, 30 triệu. Dạ. Và họ bắt mình á, để mình nhận được số tiền đó thì phải đóng vào một cái khoản thuế nào đó. Dạ. Thì bác nên cảnh giác với chuyện này. Hiện tại bây giờ rất là nhiều người đã từng bị dính cái vụ này rồi. Dạ. Mình đã nghèo rồi mình còn gặp cái eo. Ví dụ họ thấy hôm nay con vừa lên hỗ trợ cho bác được chút đính tiền, còn con đưa số điện thoại lên, họ thấy thương, họ nói tôi cũng là mình thường quân đây, tôi thương quá, bây giờ tôi muốn gửi tiền cho bác nhưng mà ở chỗ là người ta phải bắt đóng tiền thuế để bác
phải đóng thuế vào, thì cái chuyện đó hoàn toàn không có, đó là những kẻ lừa đảo. Cho nên là con cũng nhắc nhở bác trước, nếu mà con không nhắc bác là sau này là bác lại lỡ có bị ai lừa mất tiền thì bác nói là con nó chưa có dặn ha. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, chị cho chém số điện thoại chị. Dạ em đặt 0905. 0905. Dạ. 4945. 0905 494405. Anh đó tên là anh Cường là con út của mẹ phải không? Dạ, cháu ngoại. À cháu ngoại. À con của chị ha. Dạ, là cháu đó thì nếu như liên hệ thì có thể là gặp cháu để mà xin cái địa chỉ và chắc người ta vào đó. Hiện tại bây giờ nếu như mà em xin trao đổi với chị một chút xíu, nếu như ai mà liên hệ với số điện thoại đó, vì em biết như thế này này, là cái đường đi vào nãy giờ em đi tìm vào là mất hết phải tầm 15-20 phút mới tìm được, rất là khó. Chính vì rất là khó tìm nó cho nên là cần phải số điện thoại để người ta chỉ đường. Và chị đừng bao giờ tin là những ai mà nói là sẽ hỗ trợ cho gia đình vì mình vì thấy khổ quá, rồi hỗ trợ cho một số tiền và kêu phải đi đóng tiền thuế rồi mới nhận được tiền, đó là hoàn toàn không có nha. Nhiều người trên kênh của em cũng em đến hỗ trợ và nhiều người không biết là sau khi ngày hôm sau là nghe điện thoại em khóc lóc liền là bị lừa rồi. Bị lừa cho nên là cái chuyện đó mình nên cảnh giác chị nhá. Chỉ có những ai như em ấy chẳng hạn đến trực tiếp rồi họ cho tiền tặng trực tiếp thì mình nhận, chứ đừng có nghe nói là cho tôi số tiền lớn rồi mình phải ra ngân hàng mình chuyển tiền vô cho họ để đóng tiền thuế lắm có nhá. Dạ rồi, cảm ơn chị. Mình nói mình có, dạ có muốn giúp thì cứ đến trực tiếp giúp nhà. Dạ. Rồi thì hôm nay cháu đến thăm và hỗ trợ cho bác 2 triệu đồng nhà. Dạ. Để bác mua sữa cho bác trai nhà mình nhá. Dạ. Dạ. Thì 1 triệu đồng đầu tiên là tiền của cô Hồng Liên ở Hoa Kỳ. Dạ, cô Hồng Liên ở Hoa Kỳ và cô Hồng Liên là quê thì ở Huế mình luôn. Dạ, cô ở giữa Đài Nội Huế. Dạ, thì cô ở Hoa Kỳ và gửi về cho mình một chút đỉnh để giúp cho bác trai nhà mình nha bác ha. Dạ, còn có thêm chai Joseph ở bên Mỹ gửi về luôn. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ, 500 ngàn. Dạ. 500 ngàn này là của chị Bạch Mai ở Bình Dương. Dạ, yeah, một mạnh thường quân trên ngay kênh YouTube Xuân Dũng Tiếng Nói Từ Dân. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Và 500 ngàn là của cô Mến Võ, một mạnh thường quân ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Yeah. Thì hôm nay con xin gửi cho mình 2 triệu đồng như vậy. Số tiền thì tuy là không nhiều nhưng mà cũng là cái niềm an ủi động viên tinh thần để cho bác dạ. Dạ, để cho bác được sống khỏe, sống lâu hơn bác nhé. Dạ. Dạ. Thôi thì cảm ơn trong đoàn thể. Dạ. 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 Vâng thưa các nhà, thưa quý vị, đúng là rất là nhiều hoàn cảnh còn vào cảnh lâm ly bi đát, rất là đáng thương và tội nghiệp như vậy quý vị. Thì Xuân Dũng mong sao những ai đang xem video này hoặc là những người mạnh thường quân có thể xem, có thể đồng cảm và giúp đỡ cho hoàn cảnh này, hoặc là có thể chia sẻ cái video này cho Xuân Dũng để được lan tỏa và được nhiều người được biết đến rằng là ở ngay đây, ở ngay thành phố Huế vẫn còn những hoàn cảnh vô cùng khó khăn đến thế quý vị ha. Một lần nữa Xuân Dũng xin trân trọng cảm ơn đến các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân rất là nhiều. Xin Dũng xin được kết thúc video này ở đây. Chúc toàn thể cô chú quý vị khán giả, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau nhé. Lạy Phật từ bi con đã quay về, tâm con chỉ thành hương hoa khấn nguyện, nguyện cùng mười phương tam thế nhân gian bình an, trầm hương tỏa khắp mười phương.